Xin chào các bạn nhé. Đố các bạn biết con gì đây? Thì các bạn ơi, mình nếu nhớ lại cái ngày xưa người mình mới đi bắt hải sản ấy các bạn, thì mình thấy con này mình đâu biết cách bắt nó như nào đâu. Thì mình tính thọc tay xuống dưới cát để mình móc nó lên, ai ngờ càng thọc tay xuống thì nó lại càng thụt xuống các bạn ạ. Con này nó thụt xuống dưới cát rất là nhanh luôn các bạn. Vậy là thôi, đành nhìn em quay lưng bước đi thôi các bạn ơi.